Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel One Piece Legend để cập nhật thường xuyên những thông tin về chapter mới. Kèm theo đó là một vài giả thiết vô cùng thú vị trong One Piece. Vậy là cuối cùng, Gap đã phải nằm lại hai chân đối sư sau vết đâm chí mạng của Shiro Mura. Cùng với đó là việc đã bị Kuzan đóng băng ở cuối chapter 1088. Điều này có nghĩa gần như chắc chắn Gap đã trở thành tù nhân của băng hải tặc Tú Hoàng Đạo Đen cùng với Pudding và Gecko Moria. Và người dẫn chuyện cũng đã đưa ra thông tin về Gap và Kobe. Đồng thời, những biên tập viên của chapter cũng đã nói về chapter 1089 như sau. Sự bùng phát của băng hải tặc Muram tại hòn đảo hết sẽ làm rung chuyển khắp nơi trên toàn thế giới. Với việc đưa ra thông tin này thì gần như chắc chắn One Piece chapter 1089 chúng ta sẽ quay trở lại với những diễn biến tại hòn đảo hết với Luffy cùng với băng hải tặc Muram. Là cuối cùng xuất hiện là ở chapter 1079 và từ đó đến nay cũng đã gần 10 chapter với những thông tin ở bên ngoài thế giới. Và nó đã khiến rất nhiều anh em quên đi những sự kiện nhân vật nào đang xảy ra tại hòn đảo hết. Và cho nên trong video hôm nay tôi sẽ tóm tắt lại toàn bộ nội dung diễn biến đang xảy ra tại hòn đảo hết. Còn cụ thể như thế nào thì mời các bạn xem tiếp. Trước khi bắt đầu vào nội dung chính, anh em cho mình một like, một đăng ký kênh để khích lệ tinh thần mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đầu tiên, chúng ta cùng nhau điểm lại một số thông tin cơ bản tại hòn đảo hết. Theo đó, nhóm CP0 bao gồm Roboxy và Kaku đã được Ngũ Lỗ Tinh ra lệnh phải thú tiêu cho bằng được tiến sĩ Vegapunk. Bởi có thông tin cho rằng tiến sĩ Vegapunk đã bắt đầu nghiên cứu về lịch sử của thế kỷ trống thông qua những viên Robin Click. Do vậy thì kế hoạch này đã bị phá hủy hoàn toàn sau khi cô nàng CP0 Tensei chính là một bản sao thành công đầu tiên của nhóm khoa học mát. Để rồi sau đó như thế nào thì chúng ta cũng đã biết, đã bị cô nàng này hạ gục và còng bằng sức ra biển. Và cũng ở cuối chapter 1078, chúng ta cũng đã biết được kẻ phân bộ trong số 6 bản sao của Vegapunk, đó chính là bản sao bên cầm 6 Zod, kẻ có tham vọng trở thành một thiên long nhân. Và tình hình hiện tại là như sau. Đầu tiên là Bonnie với ký ức của Kuma. Theo đó như chúng ta đã biết, Kuma đã quyết định trở thành vật thí nghiệm cho Vegapunk để đo được trọng lượng của ký ức. Hiện tại toàn bộ ký ức của Kuma đang nằm ở bên trong căn phòng hình trăng gấu mà Bonnie đã bước vào trước đó. Và cũng ở chapter 1074, sau khi nhìn thấy hình ảnh Kuma bị bạo hành lúc nhỏ, Bonnie đã khóc và cầu xin dừng lại. Tuy nhiên, điều này đã khiến cô nàng này bị vang ra khỏi ký ức của Kuma. Để rồi sau đó, Bonnie quyết định chạm vào ký ức Kuma một lần nữa. Và từ đó đến nay, Oda cũng đã chưa cập nhật tình hình của Bonnie. Tiếp theo là cập nhật tình hình ở tháp 3 phòng điều khiển tầng 4. Theo đó, nhóm CP0 bao gồm Roroshi và Kaku đã liên minh với Luffy và Zoro. Sau khi nhận ra kế hoạch của bản sao bên cầm 6 Zod, chúng ta thấy Luffy, Zoro, Roroshi và Kaku đang chiến đấu với những tay người máy Serapim, bao gồm Serapim Mihawk và Kuma. Để rồi sau khi Zoro nhận ra những tay người máy Serapim này có tính chất đặc điểm tương tự như King của băng hải tặc bát thú, thì cả nhóm đã bắt đầu biết cách chống lại những tay người máy Serapim này. Luffy và Roroshi chiến đấu với tay người máy Serapim Kuma, còn Zoro và Kaku thì đi tìm kiếm tên Serapim Mihawk sau khi tên này biến mất. Trong khi đó, tại tháp A của tầng 2, bản sao bên 05 Atlas đang ở cùng với Chopper và Robin di chuyển xuống tầng hầm, nơi mà bản thể Vegapunk thật đang bị giam giữ. Còn ở tháp A của tầng 3, chúng ta có Nami, Sanji, Brook và bản sao bên 04 Edison. Tại đây, Sanji đang chiến đấu chống lại tay người máy Serapim Jinbe, và cơ thể phòng thủ của Sanji là vô cùng ấn tượng khi những đòn tấn công của tay người máy Serapim Jinbe này vẫn không hề hẳn gì so với cơ thể cứng cáp của Sanji. Đồng thời những đòn tấn công ngược lại của Sanji là vô cùng chất lượng. Và tôi cho rằng trong số 4 tay người máy Serapim đang có mặt tại hòn đảo hết thì tay người máy Serapim Jinbe sẽ bị Sanji đánh bại đầu tiên. Còn ở khu vực tháp xe tầng 4, với sự có mặt của bản sao bên 02 Lilith, bản sao bên 03 Pythagoras cùng với Frankie và Usopp đã chiến đấu chống lại tay người máy Serapim Bo Hancock. Hiện tại Usopp cùng với bản sao bên 02 Lilith đã bị hóa đá hoàn toàn, còn Frankie thì bị hóa đá một nửa. Bản sao bên 03 Pythagoras thì bị Serapim Bo Hancock giảm nát đầu, tình hình vô cùng nguy kịch. Trong khi đó tại tầng hầm Kobe là nơi từng nghiên cứu những các quỷ nhân tạo cũ của tiến sĩ Vegapunk, chúng ta thấy bản thể Vegapunk thật cùng với những đặc vụ mà chính quyền thế giới cử đến trước đó và tất cả đang bị giam cầm. Sau khi dùng súng bắn vỡ đầu bản sao bên 01 Sakka thì kẻ phản bội bản sao bên 06 Zod cũng đã lộ diện và tiết lộ kế hoạch của mình với bản thể Vegapunk thật. Hiện tại chúng ta vẫn chưa biết hành động tiếp theo của kẻ phản bội này là gì, khi mà Ngũ Lỗ Tinh và chính quyền thế giới cũng đã quy lưng với kẻ phản bội này. Rất có thể là hắn sẽ cho nổ tung nơi này trước khi rời đi. Tiếp theo nữa là tại tầng 2 Kobe, chúng ta thấy Jinbe đang đi cùng với cô nàng Shibiro Toshi, và cô nàng này đã gọi điện cho Santomaru thông báo về việc đô đốc Kizaru đang đi đến hòn đảo hết để tiêu diệt Vegapunk, đồng thời sẽ giành quyền kiểm soát hòn đảo này. Vì chính quyền thế giới cho rằng sự việc Vegapunk đi cùng với Luffy và băng hải tặc Muram là một sự kiện quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn vong của chính quyền thế giới, và cho nên mới có chuyện đích thân một Ngũ Lỗ Tinh là Satan phải thăng trên đến hòn đảo này để giải quyết công việc. Và hình ảnh cuối cùng tại hòn đảo này trước khi đến với những sự kiện ở bên ngoài thế giới chính là hình ảnh Santomaru đang giúp những người dân này di chuyển khỏi hòn đảo. Đồng thời ngay lúc này, con tàu có lá cờ của băng hải tặc Tú Hoàng Đạo Đen cũng đã xuất hiện ở bên ngoài. Hiện tại chúng ta vẫn chưa biết ai đang có mặt trên con tàu đó của băng hải tặc Tú Hoàng Đạo Đen, nhưng rất có thể đó chính là Katarina Devon và Lafitte, hai trong số 10 đội trưởng của băng hải tặc Tú Hoàng Đạo Đen. Trên đây là toàn bộ những tóm tắt nội dung diễn biến đang xảy ra tại hòn đảo hết để anh em tiện theo dõi. Trước khi đến với One Piece chapter 1089, một chapter được cho là sẽ quay trở lại với những diễn biến tại hòn đảo này.
Tôi hy vọng anh em sẽ thích video này. Đừng quên like, đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình nha. Cảm ơn em rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.